Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel gọi là Bá Đạo. Thì lần trước mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để giải tâm của 5x5 và cách chạy một số parity trên 6x6, 7x7. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chạy tâm liên hoàn 8 cạnh và 10 cạnh trên khối 5x5. OK. Đầu tiên, sau khi chúng ta giải xong tất cả các tâm, thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào chạy cạnh. Thường thì mình sẽ làm 4 cái cạnh màu trắng và 4 cái cạnh màu vàng trước, là tổng cộng sẽ có 8 cạnh. Đấy, bởi vì màu trắng và màu vàng mình nghĩ nó sẽ dễ nhìn màu hơn so với những màu khác. Rồi, ví dụ như là chúng ta để màu trắng bên này, màu vàng ở bên này. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ nhìn sơ qua cái ở giữa trước, xem có những viên nào nó giống nhau không. Ví dụ như là ở đây chúng ta có viên xanh xanh biển vàng, xanh biển vàng, nhưng mà hai viên này nó đang bị đối lại với nhau, như là có viên vàng đỏ vàng, và hầu như là không có viên nào trùng nhau cả trắng nữa. Nên có lẽ mình sẽ làm màu trắng trước. OK, bây giờ chúng ta thấy ở đây có một viên trắng đỏ. Chúng ta sẽ tìm một viên tâm một trắng đỏ và một viên góc một trắng đỏ ở đây nữa. OK, mình nhìn thấy được viên đỏ ở đây, trắng đỏ ở đây. Chúng ta sẽ setup đưa viên này vào đây. Thì chúng ta thấy, bởi vì ở đây nó màu đỏ đúng không? Và khi chúng ta setup nó vào đây, khi chúng ta đẩy xuống thì nó sẽ nằm vào đây. Chúng ta setup đưa nó vào đây. Rồi, đưa nó xuống. Đấy, chúng ta ghép được một bê. Tiếp tục chúng ta tìm, không có thì nó sẽ nằm ở đây, đây viên này chúng ta sẽ setup nó vào, và nhớ màu đỏ nó nằm ở đây thì chúng ta sẽ setup nó như thế này, đấy thế này, rồi đưa xuống chúng ta sẽ tạo thành được một bên. Đó, sau đó chúng ta sẽ đưa nó lên, trẻ sang một cạnh dư và trẻ cái này lại. Bởi vì khi ban đầu chúng ta đã chạy cái cạnh này rồi á, chạy cái phần tâm này rồi nè, chúng ta chạy thế này cũng được, miễn sao khi chúng ta chạy về lại nó ra được những cái tâm đúng. Thấy có một số bạn chạy lỗi là chạy như thế này, ví dụ các bạn đưa vào thế này, các bạn chạy xuống đây, sau đó các bạn đưa lên, các bạn chạy qua, sau đó các bạn không chạy lại như thế này mà các bạn chạy như thế này, đó là sai. Bởi vì khi chúng ta thấy thì ngay đây nó đã bị sai rồi nè. Đó, cho nên chúng ta phải chạy đúng như thế này, đấy nó mọi là đúng. Thôi chút tiếp tục, chúng ta làm được một bè đỏ rồi, chúng ta làm tiếp. Ở đây chúng ta thấy có bè xanh biển này, đây viên góc xanh biển, thấy hai cái chung màu nhau nên chúng ta set up như thế này. OK, đưa xuống một bè này, tiếp tục đây viên này nữa, chúng ta set up vào rồi tạo thành B. Tiếp tục, trước khi đưa lên thì chúng ta sẽ quan sát. Chúng ta thấy ở đây có một viên trắng xanh lá, và chúng ta thấy ở đây cũng có viên trắng xanh lá, cho nên nếu như set up thì viên trắng này nó phải hướng vào ở phía trên này, và vì vậy chúng ta sẽ đưa nó vào luôn. Đấy, xong bên này có viên này, bỏ lên set up được luôn. Tiếp tục chúng ta tìm này viên này, rồi chúng ta tiếp tục xem ở đây còn một viên trắng cam, chúng ta tìm ở đây có một viên trắng cam nữa này. Rồi chúng ta thấy nó như thế này thì chúng ta set up màu trắng ở trên này. Đấy, rồi set up vào, rồi đấy tục như một trắng cam cuối cùng. OK, chúng ta thấy ở đây chúng ta có một viên vàng xanh biển và ở đây có viên vàng xanh biển, thì chúng ta sẽ để vào set up theo chiều này luôn. Đấy, chúng ta được bè vàng xanh biển. Tiếp tục thấy ở đây có viên vàng xanh lá,
đây có viên vàng xanh lá. Màu vàng nó sẽ nằm ở đây. Đấy, chúng ta tạo được bề. Tiếp tục, chúng ta sẽ thấy ở đây có viên vàng xanh lá. Chúng ta đưa vào, tạo thành bề. Tiếp tục, ở đây có viên hai viên vàng cam này đối nhau cho nên mình sẽ làm viên màu đỏ trước. Rồi, ok, chúng ta sẽ thêm màu vàng hướng lên trên. Rồi, ở đây cũng có một góc màu đỏ, vàng. Rồi, chúng ta sẽ set up. Đấy, chúng ta được. Tiếp theo, đây, viên này nữa. Đấy, chúng ta vừa phá được cái viên cam đó xuống luôn. Vừa set up được luôn. Rồi, chúng ta thấy hai viên vàng cam này có sẵn, quá tốt rồi. Rồi, chúng ta tìm cái viên vàng cam hồi nãy. À, đây, viên này. Rồi, chúng ta sẽ set up như thế này. Rồi, ok, rồi. Và chúng ta cuối cùng đưa nó lên và đẻ nó lại. Rồi, ok, vậy là chúng ta vừa chạy xong 8 cạnh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, đây là một phương pháp chạy cạnh cũng rất là đơn giản. Nếu như các bạn cảm thấy video của mình nhanh quá thì các bạn chọn chế độ tua tốc độ 1.5 trên YouTube để các bạn xem. Bởi vì tùy theo nhu cầu của mỗi người, có người hiểu nhanh thì họ muốn thích xem nhanh, có người hiểu chậm thì họ thích xem chậm. Đấy, các bạn có thể tùy chỉnh tốc độ video clip. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chạy hai cạnh thứ 10. Ví dụ ở đây thì chúng ta thấy hai viên này nó để vô thế này thì nó tạo ra được cái bề đúng. Thì rồi, chúng ta sẽ tìm, chúng ta thấy ở đây cũng có hai viên này xanh biển này, cái viên này, này. Khi chúng ta đưa thế này á, chúng ta sẽ tạo được một bề đúng. Rồi, để ghép được cái bề này thì đầu tiên chúng ta tìm một cái bề size bất kỳ nằm bên cạnh cái bề này. Ví dụ thì chúng ta lấy đây, chúng ta sẽ lấy bề này, chúng ta sẽ đưa một cạnh size bất, một cạnh đúng bất kỳ xuống cái chỗ này. Ví dụ chúng ta lấy viên cạnh trắng cam này, chúng ta đưa xuống đây. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu thay đổi vị trí. Chúng ta sẽ làm đúng cái bề này. Rồi, chúng ta sẽ thay đổi vị trí của cái bề đúng này vào cái bề sai lúc nãy mà chúng ta đưa lên là cái bề này đây. Đó, chúng ta chuyển đổi hai cái với nhau. Sau đó trả lại để trả lại cái viên cạnh mà đúng lúc nãy. Đấy, chúng ta giữ được. Rồi, tiếp tục chúng ta làm thêm một bề nữa. Ví dụ như dây kia xanh lá. Đó, thì chúng ta thấy ở đây hay viên xanh, có một viên xanh lá đỏ nằm ở đây, cho nên chúng ta sẽ đảo chiều nó lại. Ok, lại như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ cũng làm giống y như hồi nãy. Chúng ta thấy đưa vô đây thì chúng ta còn phải copy đúng. Đây nè, đưa vào nó. Thì đầu tiên chúng ta cần phải tìm một bề đúng bỏ vào. Ví dụ chúng ta bỏ ở đây đi. Ok, giờ chúng ta bỏ nó vào, chuyển nó lên, sau đó chạy nó lại. Ok, vậy là chúng ta đã làm xong hết hai cái bề cuối cùng. Và chúng ta còn hai cặp cạnh cuối. Chúng ta sẽ giải quyết hai cặp cạnh cuối này bằng công thức của 4x4. Ví dụ như là đây, theo công thức của 4x4 thì khi chuyển cặp cạnh chúng ta sẽ dùng chuyển viên này lên đây. Đấy, viên này sẽ nhảy lên đây. Chúng ta dùng công thức DD R F7 U R7 F DD7. Chúng ta được một cặp. Tiếp theo chúng ta, nếu như chúng ta nhìn thấy được trường hợp mà nó như thế này thì có nghĩa là chúng ta đã né được trường hợp đặc biệt. Ok, đấy, để vào. Xin lỗi, mình sẽ tấp nhầm. Chúng ta thấy hai viên này có màu xanh lá thì viên xanh lá nằm ở đây. Chúng ta sẽ đưa nó như thế này. Đây,
hai trên lẻ này, hai viên trên lẻ này, đưa viên này lên đây, thì hai viên này nó ngược màu nhau. Sau khi làm xong bước này nó sẽ tự động đúng lại. DL R F phải U R phải F DL phải. Đấy, vậy là chúng ta đã setup xong. Còn chúng ta đã chạy xong toàn bộ cảnh. Đây, phương pháp này cũng khá đơn giản đúng không nè, cũng không khó lắm mà có thể tiết kiệm được rất là nhiều thời gian giải cảnh. Để mình chỉ cho các bạn thêm một vài trường hợp đặc biệt thì giải hai cái biệt cuối cùng. Ví dụ mình lấy ví dụ ở đây chúng ta có hai cặp bi như thế này ấy, thì chúng ta cũng sẽ làm giống y như hồi nãy. Chúng ta thấy ở đây có một cặp đây, chúng ta thấy một cam nằm ở đây, chúng ta sẽ đưa viên này lên đây, có cam này ấy, đưa viên cam lên ấy. Tiếp tục chúng ta sẽ làm một lần nữa, nhưng mà khi chúng ta nhìn tới đây thì mình sẽ xác định được ngay chắc chắn sau khi làm xong mình sẽ bị trường hợp đặc biệt ấy. Và nếu như chúng ta hoàn thành một trong hai bê, nếu chúng ta làm bê này thì bê này sẽ bị trường hợp đặc biệt, còn nếu chúng ta làm bê này thì cái bê này sẽ bị trường hợp đặc biệt, cho nên làm thế nào nó cũng bị dính rồi thôi ấy. Và đó, trường hợp đặc biệt này chúng ta sẽ dùng công thức xe tăng trên 4x4 để làm. Đấy. Rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video clip hướng dẫn chạy tâm liên hoàn, chạy cạnh liên hoàn, 10 cạnh của mình. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau.